À vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị em đang theo dõi trên kênh Đài Đồng Bằng TV. Thì liên quan đến cái sự việc thanh niên 30 tuổi nhảy cầu Phú Cường. Thì cầu Phú Cường này là ở Bình Dương nha quý vị. Hai bên địa phận là một bên Bình Dương, một bên là Củ Chi. Thì người nhà cũng mới trình báo với cơ quan chức năng. Thì hiện tại thì cơ quan chức năng lúc nãy cũng đã có đến trực tiếp ở đây để nắm bắt cái thông tin. Và bây giờ thì người nhà vừa mua đồ để cúng vái. Nói chung là hiện tại bây giờ anh này nếu mà anh nhảy cầu thì đã là 2 giờ đêm hôm qua. Thì đến cái thời điểm hiện tại á thì cách cũng mười mấy tiếng rồi. Thì cái công tác mà cứu hộ thì gần như là không thể thực hiện được nữa. Bây giờ chỉ chờ đợi là nếu mà anh có nhảy thì nổi lên thôi, rồi vớt thôi. Thì gia đình bây giờ là đang mua đồ, đã mua đồ rồi, đến chỗ cái trực tiếp ở cái nơi mà còn lại cái đôi dép á để cúng, coi như là sớm tìm được người thân của mình. Hả? Cắt rồi chưa quý vị? Không có dầu ăn gì nữa ta. Quý vị nhìn từ trên đây nhìn xuống á, rất là cao nha. Ở trong hình thì mọi người thấy như vậy thôi chứ ở ngoài á nhìn xuống là cái dòng sông nước chảy rất là xiết và rất là cao nha. Đây là những cái đồ cúng nè, có chuối nè, những cái vàng bạc, đèn, nước suối. Hôm qua
thuốc nha cô chú anh chị, gia đình có cúng thuốc nữa. Hiện tại bây giờ cũng thắp nhang để cầu nguyện thôi, chứ giờ cũng biết sao hết rồi. Gia đình mặt ở đây cầu nguyện rồi xong còn phải xuống là ủy ban để coi như là trình báo được cái sự việc nữa đó. Thì sự việc đó, gia đình thì nãy cũng có khấn vái này, chung mà cũng không có trách móc gì hết, cũng mong là coi như là nếu mà có anh ở đây thì về như là cho gia đình tìm được để mà đưa về về nhà đó. Mà anh này thì ảnh cũng trước khi mà ảnh tại đây mà bỏ lại đôi dép cái cáo đó thì ảnh cũng có nói gia đình rồi, nói với mẹ của ảnh đó là giờ mà không có tiền là ảnh thấy nào cũng nhảy cầu tại vì thiếu nợ gì á, bóng đá gì đó, nghe gia đình nói như vậy. Thật sự thì cho em biết cái mùa này á, mùa này thì mọi người cũng biết rồi ha, em cũng không có bình luận gì nhiều. Bây giờ thì người nhà đi đến là ủy ban tiếp tục để mà làm việc nha quý vị. Thì hiện tại đó thì theo những cái thông tin thì tụi em cũng cập nhật cho quý vị đó là người dân người ta phát hiện lại một đôi dép, một cái áo và có kèm theo một cái mẫu giấy có ghi số điện thoại của người nhà và kèm theo cái lời xin lỗi là lúc là xác định thì lúc ngã cầu là lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 26 tháng 11. Thì đến cái thời điểm hiện tại mà tụi em cập nhật cái thông tin là lúc là 4 giờ chiều rồi, 4 giờ mấy chiều rồi. Thì tụi em cũng nghe thông tin là em chạy ra mà chưa có thấy người nhà đến, thì khoảng là 15 phút sau thì người nhà mới chạy đến và hỏi tụi em là có nắm được cái thông tin là có một cái người nhảy cầu và bỏ lại cái thư, cái giấy xin lỗi như là giày dép hay không. Thì tụi em mới nói là dạ tụi con cũng mới nhận được cái thông tin này nên là tụi con đến đây để coi có hỗ trợ gì được cho gia đình hay không. Như là tụi em thì cũng nếu ví dụ như mà ảnh có mà bỏ lại giày dép hay là quần áo gì đó rồi ảnh để lại thư mà ảnh không có nhảy á, thì tụi em có thể giúp chia sẻ như những hình ảnh á. Cô chú anh chị em nào biết được anh này thì có thể liên hệ với em hoặc là cho gia đình để mà tìm được ảnh. Gia đình rất là lo lắng đó, thì tụi em cũng hướng dẫn là bây giờ cái trước tiên là cô phải đi trình báo với cơ quan chức năng về cái sự việc này và coi như là coi trích xuất camera đó, tại vì ở trên cầu này thì có 2 cái camera, hai bên đều có 2 cái camera đó, là nếu mà có nhảy thì cơ quan chức năng họ trích xuất camera là sẽ thấy liền đó. Thì ở chỗ này thì hai bên chia thì ở hai bên là bên kia ở trước mặt quý vị là phía Bình Dương, còn ở sau lưng em á là ở phía sau lưng của em là bên thành phố Hồ Chí Minh. Thì cơ quan chức năng nó cũng hướng dẫn người dân, ta cũng hướng dẫn nếu mà giờ chính giữa cầu thì phải trình báo hai bên đó. Thì sau khi mà nói xong đó thì người nhà ta về bên hiến thành phố Hồ Chí Minh nè cũng trình báo cơ quan chức năng đó. Thì bước đầu á thì cơ quan chức năng cũng đến trực tiếp tại hiện trường để xem xét cái vấn đề đó. Và theo như người nhà cung cấp thông tin thì đã 2 giờ đêm rồi, nếu mà nhảy 2 giờ đêm thì đến này là mười mấy tiếng đồng hồ rồi, thì cũng không xác định được là cái nếu mà có nhảy thì không xác định được vị trí của anh này nhảy là lúc đó là không biết nhảy là cái nước nè hiện tại bây giờ đang chảy về hướng của em, thì cái lúc mà anh nhảy thì không biết là nước chảy về hướng nào cũng không xác định được đó. Cho nên là bây giờ chỉ là ở đây để mà cúng quái rồi cầu nguyện, nếu như mà anh có ở đây thì cho gia đình đưa về thôi đó, có gia đình gọi như đưa về chứ ở đây lạnh lẽo lắm đó. Và hiện tại bây giờ cái trời thì chiều nay cũng mưa nha cô chú anh chị, trời đang mưa đó. Và cái dòng nước thì từ trên đây nhìn xuống thì quý vị có thể thấy là dòng nước chảy rất là xiết, rất là mạnh, và cái độ cao này thì cũng rất là cao, độ cao này là khá cao. Mà những người nào mà yếu á mà sợ độ cao nhìn xuống đây là chóng mặt liền đó. Thì phía trước đó là có một cái con đập gì đó đó, là cái dòng sông nó chảy bò co đây đó. Bên đây là nãy em anh kia nói là cái khúc này thì chảy về hướng sông Sài Gòn đó.
nhảy lên. Nếu mà có nhảy cầu thì sẽ nhảy lên nha. Thật sự thì hiện tại đó thì phía cơ quan chức năng cũng chưa thông báo gia đình đó là tự là có nhảy hay chưa, đúng không? Và anh này thì cũng đã rất nhiều lần là đã có ý định nói với gia đình là muốn quyên sinh, nhưng mà những lần trước thì cái anh này á là anh nói vậy thôi, nhưng mà anh đi khoảng tới sáng thì anh về, hoặc là một hai ngày thì anh cũng về nhà. Nhưng mà lần này thì anh để lại đôi dép và cái áo khoác, bên cạnh đó là một trong những cái bức thư tuyệt mệnh, trên đó có ghi số điện thoại và những lời xin lỗi, dường như là những lời trăn trối đó. Cho nên là hiện tại là khả năng rất là cao anh đã gieo mình xuống trong Sài Gòn để tiếp đó chính là cầu Phú Cường rồi quý vị. Gia đình cũng đã tiến hành cúng rồi, cũng mong là sẽ sớm tìm thấy thi thể nếu như mà anh đã thật sự ra đi. Hiện tại cơ quan chức năng cũng hồi nãy mà gia đình cũng chia sẻ đó là nói mà nếu như mà có nhảy rồi á thì hiện tại bây giờ cũng chờ được là 3 ngày nổi lên thôi rồi mới tìm, rồi mới có như là ai mà có thấy nổi lên còn thấy ở đâu thì mới trình báo rồi mới thực hiện cái công tác là đưa về nhà thôi. Chứ nhảy có khoảng thời gian lâu quá rồi, bây giờ cũng không xác định được là cái dòng nước nó chảy như hướng nào, không có cứu hộ được nữa. Bây giờ là chỉ đợi là nổi lên thôi, nếu có nhảy thì đợi nổi lên thôi rồi mang về đó, xác định rồi xác nhận là nếu đúng người thân thì mang về thôi, chứ bây giờ cũng không có cứu hộ gì được. Cho nên là người nhà người ta mới cái bông qua nè ra đây để cầu mong nếu như mà có thì nổi lên đưa về, như là những cái vong linh ở đây thì nếu mà có cái người anh người em gì đó, gia đình cũng phấn vái là nếu mà có làm như vậy thì cũng mong là coi như được đưa về, được nếu mà gặp thì được đưa về nhà để về với gia đình vậy đó. Thì giờ hiện tại giờ trời cũng mưa rồi, trời cũng mưa rất là to, thì tụi em cũng sẽ tiếp tục cập nhật những nguồn thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Chúng ta cũng chờ đến sáng mai. Thường thường thì nghe người ta nói là ít nhất khoảng 24 tiếng thì xác nếu mà có nhảy thì xác mới nổi lên. Cũng mong là sáng mai thì sẽ có tin tức mới, cũng như là khi mà gia đình cúng kiến rồi thì xác thi thể của anh nếu mà có nhảy thì sẽ nổi lên ở về gia đình để mà gia đình lo an táng về cái vấn đề hậu sự. Thì bây giờ thì mưa đang lớn thì chắc tụi em sẽ có cái video ở đây, cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới. Chắc sáng ngày mai thì gia đình cũng sẽ tiếp tục ra ngoài này để mà tìm kiếm thông tin của con mình. Thì tụi em cũng sẽ trực tiếp để gửi đến cô chú anh chị những cái nguồn thông tin mới nhất. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Mong rằng quý vị khi xem video đó thì cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ, giúp kênh của bạn phát triển hơn. Bây giờ xin kính chào cũng như là gặp lại.